Sau khi nhận được tin Suli tự dẫn trong nhà riêng ở thị trấn Seo Nam, tỉnh Gyeonggi, cảnh sát đã đến hiện trường để tìm mọi dấu vết, điều tra từng chi tiết và manh mối về cái chết bỗng nhiên ngột của nữ ca sĩ diễn viên 25 tuổi này. Được biết, cơ quan công dụng đã tìm ra một cuốn sổ tay ghi lại cảm xúc và suy nghĩ xoàng ngày do Suli tự viết. Đáng để ý hơn cả, cảnh sát đã điều tra đã đưa ra kết luận, hiện tại chưa phát hiện dấu vết xâm nhập từ bên ngoài và chúng tôi vẫn đang nối tiếp điều tra xung quanh. Tối nay, theo NS24, cảnh sát đã hoàn thành việc điều tra hiện trường và đang thỏa thuận với gia quyến của Suli về việc có khám nghiệm tử thi hay không. Entertainment và gia đình Suli đang điều chỉnh ngày giờ tổ chức tang lễ. Nguồn NS24